Dạ vâng, em Hương chào cả nhà nhé. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh hàng Nhật của em Hương ạ. Các anh chị đang xem sản phẩm trên kênh YouTube Hương Bùi Nhật Bãi. Cả nhà vào xem thì ủng hộ em Hương một nốt like, một nốt đăng ký kênh nhé. Em Hương cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nhà em thì tại Triệu Sơn Thanh Hóa và có ship hàng toàn quốc luôn. Nhà em thì sẽ có các cái mặt hàng đó là bếp ga, nồi cơm điện Nhật, xe đạp Nhật, đó là ba cái mặt hàng chủ yếu ạ. Hiện tại thì em Hương đang làm việc tại kho bếp anh chị ạ. Rất là nhiều sản phẩm luôn, rất là nhiều bếp. Giá thì chỉ từ 1 triệu 7 trở lên thôi. 1 triệu 7 trở lên là chúng ta đã có thể sở hữu được một cái chiếc bếp ga nội địa Nhật rồi. Hàng em mới về hôm 15 tháng 7 nên là cực kỳ nhiều bếp luôn. Bếp sơn, bếp men, bếp kính, bếp đá, bếp nào cũng có hết. Vừa an toàn lại vừa tiết kiệm nữa. Trong video tối ngày hôm nay, tối của ngày 17 tháng 6 ạ, em sẽ lên trên kênh báo giá một số mẫu bếp ga nhé. Quay một vòng Việt Nam, một phòng kho hàng nhà em cho các anh chị cùng tham khảo này. Anh chị nào mà đã theo dõi em Hương từ trước đến giờ rồi thì biết là nhà em có rất là nhiều bếp đúng không ạ? Nhiều bếp và phân khúc thì phù hợp với là rất là nhiều khách hàng. Bây giờ mời các anh chị vào cùng tham khảo nhé. Chúng ta vào cùng lựa chọn những cái mẫu bếp phù hợp nhất cho cái không gian bếp của nhà mình ạ. Dạ vâng ạ, mã số đầu tiên các anh chị nhé, mã số đầu tiên trong video báo giá ngày hôm nay thì em Hương sẽ giới thiệu khoảng tầm chục mẫu bếp để cho các anh chị có nhiều cái sự lựa chọn hơn ạ. Mã số A0, mã số A0 đến từ nhà Zinai các anh chị nhé, dòng mặt men với cái màu sắc rất là đẹp luôn. Màu này là màu ghi, em có cả màu đen và có cả màu sáng. Màu sáng hay màu tối thì nhà em đều sẵn kho hết. Đấy, anh chị xem là mình ưng cái mẫu nào, mình ưng cái mẫu màu sáng hay là cái mẫu màu tối. Dòng mặt men và phím nhấn này, phím nhấn là công tắc bật bếp ở đây ạ. Dòng mặt sơn thì giá bao giờ cũng sẽ rẻ hơn hết, chỉ có 1,8-1,9 triệu thôi. Còn đối với dòng mặt men này các anh chị thêm 400 ngàn nữa mình lấy cái mặt men mình lau chùi vệ sinh rất là sạch sẽ. Đấy, kiềng của bếp các anh chị ạ, kiềng của bếp này, rồi chia lửa bằng nhôm. Đối với dòng bếp của nhà Paloma đấy, kể cả đời thấp hay đời cao thì chia lửa đều bằng nhôm hợp kim hết. Hai bếp nấu và sẽ có một khay nướng ở đây ạ, rất là đẹp đúng không? Nhà em vệ sinh rất là kỹ rồi, chỗ nào cần xử lý lại, chỗ nào cần làm lại cho công cụ nhà em có làm cho mình luôn rồi. Chỉ có bao nhiêu ạ? 2.200.000 đồng cái mã bếp ga này thôi. Quá là đẹp, quá là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, góc bên trái sẽ là khay trượt pin này, bật bếp là công tắc phím nhấn, bật bếp bên trái, bật bếp bên phải, còn ngoài cùng đây là lò nướng. Mã A0 em Hương chỉ bán với giá là 2,2 triệu thôi nhá. 2,2 triệu cái mã bếp ga này thôi. Anh chị mà ưng cái mã này thì chụp màn hình lại gửi qua Zalo giúp em ạ. Em sẽ đi nhanh rất là nhiều mẫu bếp. Hôm nay lên trên kênh muộn giờ của các anh chị mất rồi. Mã thứ hai đó là mã A1 các anh chị này. Nếu như mà mã A0 là cái dòng màu sáng thì A1 là cái dòng màu tối. Mặt cực kỳ đẹp luôn ạ, mặt men kim tuyến các anh chị ơi, mặt men kim tuyến nhá. Giá bao nhiêu ạ? 2,3 triệu đồng. 2,3 triệu đồng cái mã bếp ga này thôi. Đây là khay chứa pin ạ. Thì đấy là công tắc bật bếp này. Và cũng sẽ có một chiếc lò nướng ở giữa đây. Những cái mẫu ngày hôm nay em giới thiệu thì đa số là cái dòng có lò nướng và cũng kèm theo mẫu không lò nướng. Các anh chị cùng theo dõi hết video để mình chọn cái mẫu phù hợp nhất. Bác nào mà thích màu tối thì lấy mã A1 ạ, thích màu sáng thì lấy mã A0. Mã A1 thì giá cao hơn mã A0 100 ngàn. Mã này thì em Hương bán với giá là 2,3 triệu các anh chị nhé. 2,3 triệu một chiếc bếp dòng mặt men phím nhấn của nhà Zinai ạ. Rồi tiếp theo sau Zinai thì em Hương sẽ sang nhà Paloma này. Một chiếc bếp có cái tông màu rất là đẹp luôn, màu nâu cà phê và cũng có kim tuyến luôn ạ. Cũng là dòng mặt men các anh chị nhé, ở ngoài trông còn đẹp hơn nữa. Nhiều khi trong hình nhìn không có được rõ cái màu của bếp. Chiếc này thì là cái dòng đời cao rồi, chia lửa là bằng nhôm hợp kim này. Dòng nhà Paloma thì đời thấp sẽ là bằng đồng, đời cao sẽ là bằng nhôm. Năm sản xuất là 2021 các anh chị ạ, 2021. Mẫu này em đang bán với giá là 2,8 triệu đồng nhá. 2,8 triệu đồng cái mã bếp ga này. Khay nướng và vị nướng còn mới leng keng luôn cả nhà ơi, rất rất là mới luôn. Đây ạ. Phím nhấn dạ quang này. Cái chiếc bếp này thì còn có 3S để cho các anh chị chiên rán nữa nhá. Đấy, điều chỉnh độ to nhỏ của lửa bằng cần gạt. 2,8 triệu cái mã bếp ga này thôi. Đấy, bác nào mà quan tâm thì chụp màn hình lại giúp em. Hôm nay em chỉ đi qua nhanh thôi và em cũng không có test lửa cái mã nào hết ạ. Rồi tiếp theo ạ, tiếp theo mã số A3. Một chiếc bếp có tông màu rất là đẹp luôn đúng không ạ? Màu này đó là màu, gọi là màu gì nhỉ? Màu vàng cát à? Màu ghi, màu sữa hoặc màu vàng cát gì cũng được. Nói chung là cái tông màu sáng của nhà Zinai đấy ạ. Cũng là dòng đời cao, em nào tầm 21-22 gì đấy. Mã này thì em cũng bán đồng giá với mã A2 nhá.
Nếu mà mình thích Paloma thì mình lấy A2, còn mình thích Zinai thì mình lấy mã A3, mặt men đẹp ạ. Video hôm nay em Hương xin phép không test lửa, không test các tính năng. Còn trước khi gửi hàng đi cho các anh chị thì em sẽ test và gửi video cho cả nhà. Đấy, mã này cũng là 2.800.000 đồng nhá. 2.800.000 cái mã này thôi. Rất là đẹp đúng không ạ? Mình thích màu tối thì mình lấy cái mã A2, A1. Mình thích màu sáng thì mình lấy mã A3, A0. Rồi ạ, có lò nướng này, không lò nướng, một chiếc bếp về dòng mặt kính không lò nướng duy nhất luôn ạ. Một chiếc duy nhất các anh chị nhá, mã A4. Một em X sinh dòng không lò nướng mặt kính. Khoảng tầm gần nửa năm nay rồi mới về thêm được cái chiếc bếp thứ hai các anh chị ạ. Đấy, lâu lắm rồi mới về thêm được một cái chiếc bếp như thế này. Một năm em chỉ về được vài cái như thế này thôi, tùy vào cái lô hàng mình lấy đấy. Cái này là dòng họng đúc ạ. Cái dòng mặt kính này chúng ta lau chùi vệ sinh rất là dễ. Anh chị nào mà thích mặt kính này, anh chị nào mà thích không lò nướng này, thì các anh chị lấy cái mã bếp ga này. Rất là đẹp đúng không ạ? Đây, mã này thì em Hương đang bán với giá đó là 3.300.000 đồng các bác nhé. 3.300.000 đồng cái mã bếp ga này thôi. Bếp này thì ngoài những cái chức năng cơ bản tự động tắt bếp, khóa ga khi nồi cạn nước, khi gió thổi và khi nước trào, thì còn có những cái tính năng tiện lợi khác, đó là chế độ nấu nước này, nấu cơm, nấu cháo, hẹn giờ 3 phút, 10 phút tùy chỉnh nhiệt độ trên rán 160 đến 200 độ C. Và bên bếp trái thì chúng ta sẽ có 3S để cho mình chiên rán, rang đồ khô. 3.300.000 đồng thôi ạ. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ cho em Hương nha. 0359014200 là số của em ạ. Men có rồi, đời thấp có rồi, đời cao có rồi, kính có rồi. Em lên cho các anh chị một em bếp sơn dòng đa chức năng ạ. Mã A5, một chiếc bếp dòng đa chức năng đến từ nhà Zinai. Đa chức năng mà giá rẻ, các anh chị lấy cái mã này cho em Hương này. 2.600.000 đồng thôi ạ. 2.600.000 chúng ta mua được cái gì ạ? Chúng ta mua được tùy chỉnh nhiệt độ chiên rán, phím 3S, chế độ nấu nước tự động, nấu cơm, nấu cháo tự động. Và cái chiếc này là dòng nướng 2 tầng lửa luôn ạ. Nướng 2 tầng lửa các anh chị nhé. Anh chị nào mà là tín đồ của bếp nướng thì không nên bỏ qua cái chiếc bếp ga này. 2.600.000 đồng cho em Hương thôi. Mặt sơn thì các anh chị chịu khó một tí, đó là nấu nướng xong chúng ta vệ sinh, chúng ta lau chùi thì bếp nhà mình lúc nào cũng sạch, lúc nào cũng mới hết đúng không ạ? 2.600.000 cái mã này thôi nhá. Đấy, rất là đẹp luôn các bác ạ. Giường này. Nếu mà chiếc này đang dòng mặt men thì chiếc này là tầm 2.900.000, 3.000.000, nhưng mà sơn em Hương chỉ bán 2.600.000 thôi. Nếu mà thích mặt men thì các bác thêm một tí tiền nữa nhé, mặt men lau chùi cho nó sạch. Rồi, hôm trước thì cũng lên một em như thế này, hôm nay còn một em như thế này nữa, lên thêm cho các anh chị này. Dòng mặt kính đa chức năng, bác nào mà hay chiên rán này, hay rang đồ khô thì lấy cái mã này. Vì sao ạ? Vì bếp bên trái sẽ không có cảm biến, chúng ta dùng để nấu lửa to liên tục. Đấy, còn bếp bên phải chúng ta dùng kho cá, kho thịt, không may có quên, có cháy nồi thì cũng không làm sao hết. Bếp thì sẽ có các cái tính năng tiện lợi nữa, đó là nấu nước này, nấu cơm, nấu cháo, đồng hồ hẹn giờ của bếp nướng, và nướng cũng là dòng nướng 2 tầng lửa. Mã này bao nhiêu tiền ạ? 2.600.000 đồng. Mã này cùng giá với mã A5 nhá. 2.600.000 đồng thôi ạ. Nếu mà mình thích mặt sơn thì mình lấy cái mã A5 kia. Còn nếu mà mình thích dòng mặt kính, một cảm biến, mình hay chiên rán thì mình lấy mã A6 cho em Hương. 2.600.000 đồng. Ok chưa cả nhà? Sau những cái dòng bếp sơn, bếp men thì em Hương sẽ lên cho các anh chị những mẫu bếp kính. 4.500.000 ạ. 4.500.000 một em bếp kính full chức năng và full inox luôn. Bo viền inox rất là sang trọng đúng không ạ? Những cái chiếc bếp mà có bo viền bằng inox như này trông rất là xịn sò này, trông rất là chắc chắn ấy. Kiềng ạ. Kiềng cũng là bằng inox luôn ạ. Chia lửa là bằng đồng các anh chị nhá. Chia lửa là bằng đồng và có cái bích chắn dầu bằng inox ở phía trên. Đấy, nhà em cũng có bán kèm các phụ kiện nên là anh chị có thể mua kiềng này, mua nắp chia lửa hoặc là mua chia lửa nhá. Mã Zinai thì sẽ là cái dòng phun chức năng rồi. Ngoài những cái tính năng cơ bản nêu trên thì sẽ có thêm các cái tính năng khác. Đó là nấu nước sôi 5 phút này, tùy chỉnh nhiệt độ chiên rán 160 đến 200 ạ. Phím 3S ạ. Chế độ nấu cơm, nấu cháo, đồng hồ hẹn giờ của bếp bên phải. Đây. Nướng là dòng nướng điện tử nhá. Cái dòng này sẽ đắt hơn so với cái dòng thường đấy. Mã này thì em Hương bán với giá là 4.200.000 các anh chị nhé. 4.200.000 đồng cái mã A7 này. Anh chị nào mà quan tâm thì chụp cái màn hình lại gửi qua Zalo giúp em với ạ. 0359014200 là số của em Hương. Cả nhà đang xem thì ủng hộ em một like anh chị nhé.
cho em Hương xin một like, một nốt đăng ký và một bình luận góp ý với ạ. Đây, một cái dòng mặt kính giá rẻ hơn cho các anh chị có nhiều sự lựa chọn này. A8 giá bao nhiêu ạ? Báo giá luôn. 3,8 triệu ạ. 3,8 triệu chức năng thì cũng giống như là cái mã A7, chỉ là cái viền không phải là viền nóc và cái kiềng không phải là kiềng nóc. Và chia lửa của chiếc này sẽ là bằng nhôm các anh chị nhé. Chia lửa của chiếc này sẽ là bằng nhôm hợp kim. Nhôm hay đồng thì thực ra cũng không quan trọng. Nhà em có bán các phụ kiện nên là các anh chị mà có mua ở shop khác ấy, 5-7 năm rồi có hỏng cái bộ phận nào thì cứ liên hệ em Hương bán cho. Tùy chỉ nhiệt độ trên rán 140-200 này. Nấu nước, nấu cơm, nấu cháo này. Đồng hồ hẹn giờ, bếp trái, bếp phải. Có một đồng hồ hẹn giờ thôi, nhưng chúng ta có thể hẹn bếp trái, có thể hẹn bếp phải và có hẹn lò nướng luôn. Đây, kiềng vẫn đang còn ở trong đây. 3,8 triệu cái mã bếp ga này thôi các anh chị ơi, 3,8 triệu nhá. 4,2 triệu này, 3,8 triệu này. Rồi, đi tiếp cho các anh chị một mã bếp giá rẻ mặt kính nữa này. 3,2 triệu đồng, mã A9. Mã A9 giá bao nhiêu ạ? 3,2 triệu đồng thôi ạ. Dòng mặt kính đứng full chức năng của nhà Harman, bo viền bằng inox, mặt kính màu xanh lam, à không phải xanh lam, xanh navy các anh chị ạ, màu xanh navy và có kim tuyến. Đây, chia lửa là bằng nhôm hợp kim đấy ạ. Mặt kính chúng ta lau chùi vệ sinh rất là dễ. Đấy, nếu mà mình muốn trải nghiệm thử bếp ga Nhật mà giá thì khoảng tầm 3 triệu hơn một tí thôi, thì các anh chị tham khảo cái mã này nhá. Tham khảo cái mã A9 này, A6 này và A4. A4 là không lò nướng đấy. Đây là góc khay chứa pin này. Đây là bật bếp bên trái này. Điều chỉnh độ to nhỏ của lửa bằng cần gạt. Nấu cơm, nấu cháo. Hẹn giờ của bếp bên trái. Sang cái chiếc bếp bên phải thì sẽ có 3S nấu nước, tùy chỉnh nhiệt độ trên rán. Cái chiếc này cũng có đồng hồ hẹn giờ và chúng ta sẽ hẹn được 15 phút nhé. A9 chỉ có 3,2 triệu đồng thôi ạ. Đấy, tiếc gì mà không trải nghiệm cả nhà ơi. Em Hương sẽ đi nhanh lại một vòng nữa cho các anh chị có thể tham khảo nhé. A9 3,2 triệu đồng. A8 3,8 triệu đồng, mặt kính full chức năng. A7 dòng mặt kính full chức năng, full inox, giá bao nhiêu ạ? 4,2 triệu đồng. Đấy, ngoài ra em còn rất là nhiều mẫu luôn. Trong một video em Hương không thể nào lên hết tất cả các cái mẫu để cho các anh chị xem được. Nên là mình có cái nhu cầu thì liên hệ cho em nhé. A6 ạ. A6 bao nhiêu ạ? 2,6 triệu ạ. A5 dòng mặt sơn full chức năng, đa chức năng, 2,6 triệu ạ. Bếp không lò nướng, mặt kính một chiếc duy nhất, A4 3,3 triệu đồng ạ. Quay để các anh chị vào xem sau, mình có thể nắm lại được là hôm nay em Hương lên những cái mẫu bếp nào nhé. Đỡ phải xem nhiều, đỡ phải xem lại. A3 Z9 2022 2,8 triệu đồng. A2 Paloma 2021 2,8 triệu đồng. A1 chức năng cơ bản 2,3 triệu đồng. Quá trời bếp luôn ấy. Quá trời đồ, quá trời bếp luôn. A0 ạ. A0 bao nhiêu đây ạ? 2,2 triệu đồng. Đây, ngoài ra còn rất là nhiều mẫu bếp em Hương chưa có lên nữa. Một em Paloma 360 dòng mặt sơn này chỉ có 3,2 triệu đồng thôi các anh chị ơi. 3,2 triệu đồng nhá. Cái mẫu mà 3,6 triệu hôm bữa em lên ấy thì em bán rồi. Em bán cho chị Hoa rồi. Thì cái mẫu này là cái mẫu cũng tương tự như thế. Mẫu kia là 365 thì mẫu này 360. Các chức năng thì cũng giống nhau thôi. Cái mẫu này mặt sơn thì sẽ rẻ hơn, có 3,2 triệu thôi. Rồi, mặt gỡ em còn 2 chiếc. Chiếc nguyên bản em bán rồi. Em còn chiếc này nhá, chiếc này 8 triệu. Có hai màu cho các anh chị lựa chọn. Đấy, màu đen đỏ mận và đen vàng. Mình thích cái màu nào, thích cái phong thủy nào thì liên hệ cho em Hương nhá. Qua trời qua đất bếp luôn. Hôm nay em Hương chỉ quay sơ qua thôi. Hôm nay em Hương lên kênh muộn mất giờ của anh chị rồi. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hôm nay mà bác nào mà em Hương chưa có trả lời ấy, thì tối các bác xem được video các bác lại nhắn lại hộ em cái nhá. Hôm nay chưa trả lời cực kỳ nhiều khách luôn ạ. Tối nay em sẽ ngồi em dò lại, rồi bác nào em Hương chưa trả lời thì em sẽ liên hệ lại với các anh các chị. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. 10 mẫu bếp. 10 mẫu bếp đã được báo giá trong video ngày hôm nay rồi. Anh chị nào mà ưng cái mã nào thì liên hệ cho em nhé. 0359014200 là số của em Hương ạ. Hình thức thanh toán thì bên em Hương có cọc, cọc nhẹ em mới cho đi hàng các anh chị nhé. Bảo hành cho các anh chị 12 tháng nên là mình cứ yên tâm mình sử dụng thôi ạ. Rồi, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nhé.
rời kênh thì các anh chị ủng hộ em một like, một nút đăng ký với ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.